Sao? Sao đau chân? Bám vào đôi ô tô kia mà lên kìa. Đi lên đây. Kiểu gì ấy? Ủa đi đâu hết rồi? Úi. Hello.
đứng. Bố ơi, bố mang tiền không? Không thể nè. Chân phải đứng để như nào, chân phải chữ V mà. Mua bình nước 1 lít hay là để chân phải chữ V nó mới không trượt chứ. Như này nó mới không trượt chứ, con để này. Mua lạnh luôn nhá. Để chữ V mà. Chữ V như này đấy. Này. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, đấy. Nhưng mà hình như quả nhiên để chữ V như này nó không bị trượt đi. Tất nhiên là dễ hơn rồi. Ai da, vừa nãy bị ngã hai lần đập tay không được. Còn đi được không? Chân chữ V, chân chữ V. Mua nước lạnh nhưng mà nước 1 lít hay là nửa lít? Bố, bố uống nước nửa lít hay là 1 lít? Gì cũng được. 1 lít đi. Nó đủ thì mua. Hỏi cô tiết thử xem có bao nhiêu tiền á. Giống như kiểu của bố